Nha, và chào mọi người quay trở lại với channel của mình là Bilsugi đây. Và chào mọi người quay trở lại với cái series mà Bilsugi chơi Liên Minh Thợ Nano Boy. Thì ngày hôm nay mình xin được phép mình gửi cho tất cả năm cái meta hiện tại đang rất là hot đối với Kaylee nha. Mình xin nhắc lại là chỉ hot đối với Kaylee thôi nha Nano Boy, chứ không phải là hot meta. Nên nếu như anh em nào mà thích chơi Kaylee hoặc là đang chơi gọi là tập chơi con này á, thì có thể chơi thử cái meta này cũng được. Tại vì ở bên rank Hàn Quốc á, hầu như lại chơi Kaylee đều lên cái trang bị này cũng như là cầm cái bảng ngọc này cả. Hồi trước á, thì Kaylee có một cái lối chơi á, chính là lên full phép hoặc là lên full tốc đánh trước. Nhưng mà bây giờ á, lại biến thể sang một cái lối lên đồ khác anh em à. Đó chính là Kaylee lên đam. Mà trong đam này á, là có một chút tốc đánh nha. Nhưng mà chủ yếu á, là cái meta này của Kaylee anh em à, là nó lên đồ phải gọi là khá là giống y hệt xạ thủ luôn. Lên móc diệt thị quái nè, xong rồi nói chung là mấy món còn lại á, là lên đam hết anh em ơi. Chí mạng cái kiểu á, đánh quạt cực kỳ phê luôn. Con Kaylee này á, muốn thắng với nó rất là dễ, chỉ cần lúc đầu game anh em được farm thôi nha, được farm thôi anh em à. Và chỉ cần ăn được một hai mạng lúc đầu thôi, hoặc là không cần cũng được, anh em chỉ cần farm đến level 16 thôi thì thắng game anh em cực kỳ dễ luôn. Nhưng mà chơi cái này á, thì anh em cũng cần một cái số kỹ năng nhất định, nó đây chính là hit and run là thứ nhất nè, với lại là khả năng đi lane nha. Tại vì chơi con này á, nó cực kỳ yếu lúc đầu game luôn. Cái con này thì sinh ra là đã bị đè lên rồi anh em à, trừ khi mà tem bản bích những con tướng gọi là yếu hơn anh em lúc đầu game nữa, hoặc là tem bản bích những con tay ngắn á, thì Kaylee tầm lên level 6 như mình nè thì sẽ hành được nha. Tại vì lúc mà từ level 1 đến level 5 á, Kaylee nó sẽ là tầm đánh gần anh em à, nhưng mà khi lên level 6 á, Kaylee sẽ là tầm đánh xa đó. Nên tem bản bích tay gần cái kiểu á thì farm cũng dễ, hoặc là tem bản không hành mình lúc đầu game nhiều quá được farm thôi, là lên tầm level 16 á là đem sẽ thắng thôi, rất là dễ luôn. Ok, thì nếu như mà anh em muốn làm gì thì cứ bình luận ở phía dưới nha, mình sẽ cố gắng mình thực hiện hết từng cái á. Thanh kiếm nó rất là nhiều. Và nếu như mà còn cái meta này mà mình chưa làm mà anh em muốn thử sức mạnh của cái meta đó thì hãy cứ bình luận ở phía dưới luôn nha, mình cố gắng thực hiện cho. Rồi, ngày hôm nay thì cái bản ngọc này mình đang mang là cái bản gì ta, ba ti nữa mà mình chỉ nhớ cái ba ti thôi, chứ tên thật sự là mình cũng quên mất tiêu rồi. Quạt thì thêm sát thương rất là đau luôn. Cái này thì khi mà anh em đánh nó thì kích hoạt được cái ba ti này thì anh em sẽ được tăng thêm sát thương vào nó, với lại là nó cũng nhận thêm sát thương khi mà bị anh em đánh nha, từ tất cả mọi nguồn luôn anh em à. Nên quạt khá là thốn. Con này mà về lay có con Lulu hay là có con support này bút tóc chạy cái kiểu á, trời ơi nó quạt mình nói thiệt. Chỉ cần tạo cho nó khoảng trống và lúc đầu game anh em không bị cam á, không bị thọt quái quá nhiều á, con này và lay là một cái thế lực đó. Anh em nào mà muốn carry một con chín các kiểu á thì con Kaylee này đúng là cái sở trường của anh em luôn đó, nhưng mà phải luyện trước nha. Ok, cái món đầu tiên trong cái meta này lên nó chính là có một diệt thị quái nha anh em ơi. Phải lên móc diệt thị quái nha, chứ mình chưa bao giờ thấy ai luôn mà chơi Kaylee cái meta này, một là lên cung phong linh, còn hai là lên cái nọ tự thủ cả, tất cả đều lên cái móc diệt thị quái đây mà. Tại cái món đồ này nó cung cấp cho Kaylee là hầu như là mọi thứ luôn, đam tốc đánh và cũng như là sát thương chuẩn đó. Hoạt đau lắm. Con Kaylee này á, đi lên thì mình sẽ cố gắng mình nâng full E nha. Thứ nhất là để câu máu, thứ hai là để farm. Còn W với là W thì tùy trường hợp à. Mình nhớ không nhầm, W con này là khi mà chúng nó thì sẽ gây thêm sát thương phép với lại là giảm kháng phép á. Nên W mà E một cái á là cũng hơi bị đau, hơi bị đau. Một file solo cực mạnh nó đường giữa rồi. Anh em nào xem thay và thấy kết thì đừng quên để làm là ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn rất là nhiều, động lực rất là lớn luôn á anh em ơi. Ủa cái gì đây, cái gì đây? À, chơi dài à, solo à? Ui, ui, ghê 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 ghê. Hay quá bạn ơi. Mãi sợ. Giết luôn. Không được rồi, không được, không được. Mình sẽ nhanh tay thế anh em ơi. Ôi ok, lại sơ găng mình nè, đi luôn. Lúc đầu game đến giờ là mình đã cố gắng mình không có đụng ai rồi, mình đã cố gắng là mình không có gây sự gây thù chút ó với ai rồi, mà cứ thích găng mình thôi, đi luôn nha. Hơn đó, may mà Sen nó có rồi nó lên giúp mình anh em à, chứ thôi là mình cũng ăn đà bòi rồi. Nhưng mà cái pha đó là mình có thể mình chạy được á, tại vì mình còn rờ với là tốc biến mà này, có thể là chạy được. Còn có Sen này lên á thì không những chạy được mà còn giết được hai mạng double kill nữa. Đó, chỉ cần gọi là những cái pha như này thôi thì cái thế diện
là cái cục diện của trận đấu này nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Kele mình xanh nè, rồi ăn mấy cái lớp dép trụ đầu này nữa thì thôi rồi luôn á. Con Ra này cũng là một dạng carry lúc vào lay cuối game á, nhưng mà mình nghĩ là sao bằng Kele này được, mình có hai búp nữa nè. Thôi được rồi, ông Stan ơi ông giúp mà hơi quá đà rồi, ông xuống bót đi thôi, thằng AD nó thở oxy bây giờ. Đầu game này anh em farm được với con này thôi là đã là thành công rồi đó, đừng cố gắng cam với lại là chết những cái mấy cái farm mà rip lớn á nha anh em, thọt level là nó cũng hơi căng. Con này mình nhiều khi chắc là cần level còn hơn cần rip đó anh em, mà còn level còn hơn cần rip đó, kiểu như là giống Castadin đó, nhịn nhục để là level đó. Ok, xuống nè, mà Jesus team mình bị ao trình thế. Bị Jesus team nói chiếm mà không chịu phát nào. 0-4 rồi. Ủa, hóa ra không phải là Jesus team mình ghê đó mà do Jesus team nó đánh ghê quá hả? Ui, 600 rồi, trận này là để mình lo được nha. Ok anh em ơi, còn quay nha. Nhiều khi chết chưa quay nó cũng mệt, lâu lâu ra chết kỹ một tí. Mong anh em thông cảm nha. Ok, được cái giày nè, được cái móc diệt thị quái luôn. Rồi hai món này được quạt tay bời đó. Phút 11 anh em, quá ngon. À, Uyên Chân hay là Uyên Chân đánh Jesus 04 em ơi. Cố gắng luyện tập thêm, tầm này là chết đó, tầm này biết Jesus vô là quả gì khổ đồng đội lắm, may mà trận này mình xanh. Ui, anh em thấy cái lượng đam này khi mà kết hợp với cái E và cái móc diệt thị quái không? Thôi cố gắng đẩy quái ăn mấy cái lớp giáp trụ thôi anh em. Ờ à, từ thằng Ra nó còn tele em ta, mình không để ý nữa, mà nếu mà Ra nó còn tele mình đẩy quái là mình cũng hơi thọt, mình cũng hơi lỗ á, mà đẩy coi thử nó có tele hay không. Cái dít nó vừa ăn nè. Rồi nha. Quạt không chịu phát nào. Lên level 11 là kiểu như là có sức mạnh siêu nhiên rồi đó anh em ạ. Anh em có thể thấy là từ khi mà mình lên level 11 á, là thứ nhất á, là cái thêm đánh lan, và thứ hai á, là thêm sát thương chuẩn nha. Và thứ ba là dọn quá rất là nhanh với cái level 11 này. Đó, dọn quá cực kỳ nhanh anh em ạ. Đó, giống như anh em có thêm một cái rìu đại mảng xà mà dạng tử có. Ủa mày ảo thế. Team mình từ đầu game giờ chết đúng 4 mạng anh em, mà không thằng nào chết luôn, chết đúng 4 mạng là do thằng Jesus hết. Jesus mà nó vít tới 4 mạng. Team mình chưa ai chết á, ảo thật á chứ, game này hơi ảo á, game này team mình đánh rồi cha hạch quá vậy. Nhưng mà team bạn là phải có đứa gánh team thì chơi nó mới hay chứ. Quốc luôn nha, tôi còn tiêu nha. Lách cái nhẹ liền. Thôi mình tốt tốc biến anh em. Quạt được đó, tiếp luôn. Ok, bắn rồi chúng mày chết. Ui sao không rờn thằng. Ấy. Cover mình cái. Ok.
Ui giờ hết tầm đánh đó nè. Ui ông Zin không rờ thằng cái xe đó quạt luôn anh em à. Ông rờ thằng nào quá ta. Rồi nha anh em ơi, tầm phút 16 như vậy mà mình có thiệt nó thiệt là có cây le hai đồ gì á thì cho team bạn xanh cỡ nào qua cây le của mình vẫn lo được hết. Ok chưa? Cây le mình lo được hết. Yesu tun nè. Tun cái gì mà tun? Yesu tun là có né được đầu đánh thường không? Chỉ hỏi một câu nên mà tun thì có né được đánh thường hay không thôi. Không né được thì vẫn cứ chấp tun thôi. Ok chưa? Có rồi nào, quất luôn, quất luôn, quất luôn. Mất cái tóc biến rồi đúng không? Yesu mới mất cái tóc biến đúng không anh em? Mày xem ép tóc biến được quá. Ấy chơi luôn á, chơi luôn. Ờ sao sao lùi vậy? Ờ. Ờ đúng rồi, chơi luôn nè. Cái team mình nó đánh cứ lùi lùi ta. Mình có anh tiêu mà, team bạn team mình đánh cứ lùi lùi. Đó đúng rồi, cứ bắn rồi đi. Đúng rồi, sao lại phải lùi? Sao lại phải lùi? Sao lại phải nhường chúng nó. Lên luôn. Còn rồi nè. Không hiểu sao team mình đánh cứ lùi lùi nè mà khó chịu thật sự. Mình mạnh mà. Tầm này nó thiệt mà phút 17 mà con cây lê của mình có hai đồ nó thiệt nha anh em. Cần nằm được. Xin nha. Là được luôn á. Rồi được. W nè. Hai. Thôi Di ơi, từ từ. Hai. Vô luôn Di ơi. Tôi tăng nè. Ui, ui, ông ơi. Xa quá. Cái gì? Ui, 4 cái quạt anh em à. Quạt đúng 4 cái. Ây da. Mình để con chuột vào thằng Di rồi nha. Bấm R không kịp. Dạo này tay dài sức yếu quá anh em à. Click không kịp luôn á. Xin con red được không? Ui, mình sắp hết red rồi. Qua đây. Rồi xong. Nhây nhây à. Mà tin tao tóc biến mà tao quẹt mà luôn không. Anh em ơi. Rồi xong rồi chưa. Mình đứng mày bú cột mà. Mày đứng mày bú cột nè. Bú cột hơi dẻo á. Cũng gọi là có kinh nghiệm. Mày mà có gì thì nó giúp mình thôi là phải tốn cái tóc biến rồi. Ăn trụ không còn quái luôn. Đỉnh thiệt. À mình nhẹ mua đồ. Ui phút 19 mà mình ba món cái này. Tí nữa mình là mình cần 5 cho anh em xem nè. Nói chung là ông cây lên lên đồ thì em chỉ cần chú trọng là thứ nhất là tốc đánh, thứ hai là đam và thứ ba là chí mạng thôi nha. Tại vì mình lấy cái cuồng đao này á nên tất cả cái lượng chí mạng của mình á nó đều được chuyển qua thành tốc đánh với lại là đam hết nha anh em ơi. Nên càng lên thì nó càng mạnh thôi. Tại vì con cây le này á, nó cũng không cần tốc đánh cho lắm. Alo, không cần chí mạng cho lắm, tốc đánh là được rồi. Tại vì mình lên cái móc diệt thủy quái mà kích hoạt được càng nhanh càng tốt. Mà tầm này mình lên level được 16 á, mà còn hơi lâu. Mình quạt liên tục, quạt trẻ. Cho mình hết tài nguyên để mình gắn cho blue, red, mạng, quái rồi các kiểu. Đưa mình hết. Hello Stena, bạn đi lạc à?
Tầm này mình xanh vậy là rất là dễ ăn bên tay nha anh em ơi, rất là dễ luôn á. Rồi cover mình cái nha, cover mình cái nha. Ui, mình thằng AD bật bật bắn cái rồi láo chưa? Bật cái rồi bắn láo chưa anh em? Thôi mình không có búp dây xua cho mấy thằng dây xua này đâu nha. Không không búp rồi chứ. Cover cho mình nè. Ông sen tăng này lên trước đi ông, đứng ở sau làm gì? Đúng rồi, phải đột biến gì á. Đúng rồi. Đúng rồi. Wow. Bên tay đúng không? Bên tay luôn. Mình nói rồi mà, cây leo xanh xanh này dễ ăn bên tay lắm anh em à. Mạnh thật sự á. Ok, đầu hàng luôn. Tạm biệt tất cả đó nha. GG, hẹn lại lần sau. Hãy chắc là nhớ like và share ủng hộ cho mình nhé. Bye bye.